Xin chào tất cả các bạn đang xem kênh Hóa học Online, kênh do Thạc sĩ Trần Ngọc Vũ, Đại học Sư phạm Hà Nội khóa 12 biên soạn, sáng tạo nội dung và trực tiếp ghi hình. Hôm nay chúng ta sẽ giải một bài tập có liên quan đến xác định số suy hóa dựa vào công thức cấu tạo. Bài tập như trên màn hình, hãy xác định số suy hóa của các nguyên tử có trong công thức cấu tạo sau. Ba công thức cấu tạo của N2, NH3 và HNO3. Để giải bài tập này, trước tiên chúng ta ôn lại phương pháp xác định số suy hóa dựa vào công thức cấu tạo. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại bài tập ha. Đầu tiên, ta xét trong phân tử N2 đây, có công thức cấu tạo như thế này. N, nối 3, N. Như vậy, bước 1 chúng ta làm là gì? Xét liên kết. N, N, N nối 3, N. Đây. Thế thì, bước thứ 2, xem mỗi nguyên tử đóng góp bao nhiêu electron vào liên kết. À, như vậy thì mỗi nguyên tử N đóng góp 3 electron vào liên kết. Liên kết 3 đóng góp 3 electron. Rồi tiếp theo, coi thử độ ôm điện của bên nào lớn hơn. Ở đây là hai nguyên tử N giống nhau nên độ ôm điện bằng nhau, do không có sự chênh lệch về độ ôm điện. Nên 3 electron liên kết. Nên 3 electron liên kết. Không bị chuyển hoàn toàn về phía nguyên tử nào cả. Do đó nên số suy hóa của mỗi nguyên tử là đối với công thức cấu tạo thì chúng ta làm như vậy. Còn đối với công thức phân tử thì đơn giản thôi ha. Đối với công thức phân tử thì N2 đây là đơn chất. Thì chúng ta áp dụng quy tắc là số suy hóa của đơn chất thì bằng 0. Hai nguyên tử N2, mỗi nguyên tử có một số suy hóa là 0. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang công thức thứ hai, NH3. H nối đơn N, nối đơn H, nối đơn H. Như vậy, trong công thức này thì chúng ta thấy là gì? 3 nối đơn NH giống nhau ha. Vậy chúng ta xét liên kết NH. Rồi, bước thứ hai, xem mỗi nguyên tử đóng góp bao nhiêu electron vào liên kết. N đóng góp 1 electron vào liên kết. Liên kết đơn mà, đúng không? Liên kết đơn thì đóng góp 1 thôi. Rồi, H cũng đóng góp 1 electron vào liên kết. 1 electron vào liên kết. Rồi, xem thử độ ôm điện của thằng nào lớn hơn.
Vì đồ ổn định của N ra bảng chúng ta tìm được là gì? 3.04. Lớn hơn độ ổn định của H bằng 2.20. Nên giả định 1 electron liên kết của H bị chuyển hoàn toàn về phía N, về phía nguyên tử N đấy. Do đó, do có sự chuyển hoàn toàn về phía N nên N sẽ có số oxy hóa là -1 và H là có số hóa là +1. Đấy. Rồi, về tôi viết lại công thức nha. N, H, H. Đấy. Thì đối với liên kết NH đầu tiên thì H ở đây là +1, N ở đây là -1. Tiếp theo liên kết bên phải H cũng +1, N cũng -1. Đối với liên kết phía dưới đây H cũng +1, N -1. Như vậy là gì? N -1, -1, -1, -1 chính là -3. Ta viết lại H, N, H. Đấy. Ở đây chính là -3. Còn mỗi H ở đây là +1. Đấy. Bước thứ tư đó, chúng ta cộng các số oxy hóa của trong từng liên kết đã xét, sau đó là tính được số hóa của nguyên tử N. Rồi, được chưa? Khi xét bài này ở dạng công thức phân tử thì chúng ta làm đơn giản hơn, NH3. À, thì cái H là gì? Ta đã biết là +1. +1 nhân 3 là +3. Để tổng bằng 0 thì cái N này là -3. Đấy. Công thức phân tử thì đơn giản hơn. Còn đây đề bài yêu cầu công thức cấu tạo thì chúng ta làm theo công thức cấu tạo, làm như vậy. Rồi, tiếp theo, chúng ta chuyển sang công thức thứ 3, HNO3. Chúng ta xét công thức HNO3, H nối đơn, O, N nối đôi, O, và một liên kết cho nhận, O. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta thấy có những loại liên kết nào. Thứ nhất là liên kết H với O là một nè. Rồi, thứ hai là O với N nè. Rồi, cái thứ ba là gì? N nối đôi O nè. Cái thứ tư là gì? N liên kết cho nhận với O nè. À, bốn loại liên kết khác nhau như vậy. Chúng ta xét từng loại. Đầu tiên, xét liên kết. Xét liên kết từ trái qua phải nha. HO. Rồi, bước thứ hai là gì? Xem mỗi nguyên tử đóng góp bao nhiêu electron vào liên kết. Nguyên tử O đóng góp 1 electron liên kết đơn. Nguyên tử H cũng đóng góp 1 electron. Rồi, bước thứ hai, xem thử cái độ ổn định của thằng nào lớn hơn. Thì giả định electron liên kết lệch về phía nguyên tử lớn hơn đấy. Vì độ ổn định của O bằng bao nhiêu? Bằng 3.44. Lớn hơn độ ổn định của H bằng 2.20. Nên giả định 1 electron liên kết của H bị chuyển hoàn toàn về phía O. Do đó, trong liên kết HO thì số oxy hóa của O là -1.
và số oxy hóa của H là cộng 1. Đấy. Rồi, chúng ta xét tiếp liên kết thứ hai. Xét liên kết. ON, O nối đơn N. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta biết được là gì? O đóng góp một electron. N đóng góp một electron. Xem thử độ ẩm điện của nào lớn hơn. Vì độ ẩm điện của O bằng 3,44 lớn hơn độ ẩm điện của N bằng 3,04. Nên giả định một electron liên kết của N bị chuyển hoàn toàn về phía O. Do đó, đối với liên kết O, N thì O có số oxy hóa là trừ 1, N có số oxy hóa là cộng 1. Đúng không? Vì E nó chuyển, E liên kết của N là bị chuyển hoàn toàn về phía O rồi, nên O xuất hiện số âm và N xuất hiện số dương. Ta xét liên kết thứ ba là liên kết đôi NO. Xét liên kết đôi NO. Xét liên kết NO. Thì cũng tương tự như vậy. Ở đây, nguyên tử N đóng góp 2 electron. Nối đôi, N đóng góp 2 electron. O cũng đóng góp 2 electron. Thì cũng như trên, vì độ ẩm điện của O bằng 3,44 lớn hơn độ ẩm điện của N bằng 3,04. Nên giả định hai electron liên kết của N bị chuyển hoàn toàn về phía O. Do đó, trong liên kết đôi NO thì O có số oxy hóa là trừ 2. Chuyển 2 E qua nên O là trừ 2, N là cộng 2. Rồi, có một liên kết đặc biệt trong cái phân tử HNO3 này nè. Để bài cho đấy, nó liên kết cho nhận N và O. Thế thì cái liên kết này chúng ta cũng xét luôn. Tiếp theo, chúng ta xét liên kết. Liên kết cho nhận đấy. Cho nhận. N cho và O nhận. Thế thì xem thử mỗi nguyên tử đóng góp bao nhiêu. Đặc biệt đối với liên kết cho nhận thì N ở đây đóng góp 2 electron vào liên kết. Còn O thì đóng góp cái gì? N đóng góp 2 electron thì O đóng góp cái gì? Ở đây O không đóng góp electron mà O đóng góp orbital để tiếp nhận hai cái E của N này vào tạo thành liên kết. À, liên kết cho nhận này thì các bạn xem lại các video trong chuyên đề liên kết hóa học để chúng ta hiểu thêm ha. Rồi, cũng tương tự như vậy, vì độ ẩm điện của O bằng 3,44 lớn hơn độ ẩm điện của N bằng 3,04. Nên giả định hai electron liên kết của N
bị chuyển hoàn toàn về phía ô. Do đó nên trong liên kết cho nhận N O thì O có số xóa là trừ 2 và N có số xóa cộng 2. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta làm tới bước thứ tư là cộng các số xóa đã xét trong các liên kết để tính số xóa của các nguyên tử ha. Rồi chúng ta viết lại công thức. H O N nối đôi O liên kết cho nhận. Ồ, rồi, chúng ta đã xét tới từng liên kết đúng không? Liên kết HO thì H đây là cộng 1, O đây là trừ 1. Liên kết ON thì O là trừ 1, N là cộng 1. Liên kết đôi NO thì O là trừ 2, N là cộng 2. Liên kết cho nhận NO thì O là trừ 2, còn N là cộng 2. Như vậy, tổng cái ô đây là nhiêu? Trừ 1 là trừ 2. Tổng số xóa của N ở đây là nhiêu? Cộng 1, cộng 2, cộng 2, chính là cộng 5. Đúng không? Đấy, chúng ta làm bước thứ tư. Tổng cộng lại. Tổng cộng các số xóa đã tìm ở các liên kết đấy. H, O, N, O, O. Thì H ở đây là cộng 1, O đây là trừ 2, N đây là cộng 5, O đây là trừ 2, O đây là trừ 2. Đấy. Làm theo công thức cấu tạo này thì chúng ta hiểu được rõ về cái số oxy hóa hơn. Ha. Đấy. Ví dụ như đối với làm theo công thức phân tử thì sao? H, NO3. Thì quy ước là gì? Ta biết H là cộng 1, O là trừ 2. Trừ 2 x 3 là trừ 6, cộng 1 là trừ 5. Để tổng bằng 0 thì cái N đây là cộng 5. Đấy. Làm theo công thức phân tử thì đơn giản hơn. Nên là làm theo công thức cấu tạo thì chúng ta hiểu đúng bản chất của nó hơn. Ha. H, O, N, O, O. Ha. Cái hay ở đây là có cái liên kết cho nhận đây. Ha. Đấy. Số xóa của từng nguyên tử trong công thức cấu tạo là như vậy. Chúng ta xem lại bài giảng ha. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thấy nội dung này hay và bổ ích, các bạn hãy bấm like và share. Đồng thời nhấn nút theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Hãy tham gia để lại những ý kiến bình luận góp ý của các bạn để chúng ta cùng nhau xây dựng kênh này thành một nền tảng học trực tuyến miễn phí và chất lượng nhất Việt Nam. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.